Chí Dũng và Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam. Một bài viết của tác giả Vũ Đông Hà. Mời quý vị và các bạn cùng nghe sau đây. Việc cơ quan an ninh điều tra, công an Thành Hồ khởi tố và bắt tạm giam nhà báo Phạm Chí Dũng không phải chỉ tấn công vào cá nhân và quyền tự do ngôn luận của ông. Nó còn là một hành động tấn công vào mạng báo chí lề dân tại Việt Nam, mà Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam là một tổ chức tiên phong công khai hoạt động. Phạm Chí Dũng là một nhà bình luận thời cuộc có uy tín. Những bài viết của ông về tình hình kinh tế, tranh chấp nội bộ đảng, quan hệ Việt-Trung là những phân tích có giá trị và có tầm ảnh hưởng rộng rãi. Đối tượng ảnh hưởng của Phạm Chí Dũng ngoài những người dân không có thẻ đảng, phải nói đến thành phần trong bộ máy cầm quyền, và điều đó đã làm cho chế độ có những quan ngại. Ảnh hưởng này có được ngoài yếu tố phân tích thời cuộc chính xác, còn đến từ quá trình hoạt động của ông. Trước khi bị bắt lần thứ nhất vào ngày 17 tháng 7 năm 2012, Phạm Chí Dũng làm việc trong ban dân vận nhưng vai trò kín là cán bộ an ninh nội chính Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Trong vai trò an ninh nội chính này, ông thường gặp gỡ, báo cáo và tháp tùng với Trương Tấn Sang, lúc ấy là bí thư Thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi Trương Tấn Sang ra Trung ương, thì Phạm Chí Dũng qua công tác bên ban tôn giáo một thời gian, và sau đó trở lại vị trí an ninh nội chính cho đến ngày bị bắt lần thứ nhất. Theo BBC, trích từ một nguồn tin khác, thì Phạm Chí Dũng là con trai của ông Phạm Văn Hồng, cựu trưởng ban tổ chức Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 17 tháng 7 năm 2012, báo Lề Đảng loan tin cơ quan an ninh điều tra công an Thành phố Hồ Chí Minh đã bắt, khám xét khẩn cấp nơi ở, nơi làm việc đối với Phạm Chí Dũng, cán bộ một cơ quan nhà nước tại Thành phố Hồ Chí Minh, về hành vi cấu kết với một số tổ chức phản động lưu vong ở Mỹ, biên soạn nhiều tài liệu có nội dung bịa đặt, xuyên tạc, phá hoại nội bộ nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Hiện cơ quan an ninh điều tra công an Thành phố Hồ Chí Minh đang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý. 6 tháng tạm giam, công an đình chỉ điều tra, kết thúc vụ án, trả tự do cho ông và không có một lời giải thích về những quy kết dành cho ông. Ngày 5 tháng 12 năm 2013, sau 20 năm phục vụ chế độ độc tài, Phạm Chí Dũng làm đơn ra khỏi Đảng Cộng sản Việt Nam với lý do Đảng Cộng sản không còn là đại diện và phục vụ cho quyền lợi của đại đa số nhân dân. Bên cạnh những kinh nghiệm hoạt động về an ninh, báo chí, Phạm Chí Dũng còn là một nhà văn và phê bình. Ông bắt đầu sáng tác từ năm 1986 với nhiều tác phẩm xuất bản. Những Bông Hoa Hoang Dã năm 1993, Tự Thú 1994, Những Chiếc Bồn Tám Định Mệnh 2005, Cuộc Phiêu Lưu Của Linh Hồn Cầm Cố 2005, Ngày Nghị Sĩ 2006, Tập Phê Bình Sân Khấu Vẫn Ngôi Nhà Và Trái Tim Tan Vỡ Ấy năm 2004, Tập Kịch Bản Sân Khấu Thuyền Chở Nước Colomba 2005. Những lĩnh vực hoạt động khác nhau, kỹ năng đa dạng và kinh nghiệm về hoạt động nội tình của Đảng Cộng sản Việt Nam, tất cả gom lại đã tạo nên một vị trí đặc biệt cho blogger, nhà văn, nhà báo Phạm Chí Dũng. Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam. Ngày 4 tháng 7 năm 2014, cùng với Linh Mục Anton Lê Ngọc Thanh, nhà báo Nguyễn Tường Thụy, nhà thơ Bùi Minh Quốc, Phạm Chí Dũng thành lập Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam. Trong bối cảnh độc tài, toàn trị, tất cả những hội đoàn tổ chức không do Đảng lãnh đạo và các nhà nước quản lý đều bị đặt ngoài vòng pháp luật, thì sự ra đời của Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam là một bước ngoặt lịch sử, một thành quả quan trọng trong tiến trình đấu tranh chung cho tự do báo chí của người dân Việt Nam. Khi tự cho mình là một tổ chức báo chí chuyên nghiệp độc lập, một tổ chức xã hội dân sự với mục đích phục vụ cho các nhà báo không phân biệt trong nước và người ngoài nước, các cộng tác viên báo chí độc lập và cả những nhà báo quốc doanh, Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam đã tiên phong mở đường tương lai cho nền báo chí lề dân, người thật, việc thật, công khai hoạt động ngay trong lòng chế độ. Có thể nói, ngày 4 tháng 7 năm 2014 cũng là ngày mà Phạm Chí Dũng
và các bạn hữu của ông đã can đảm tự viết bản án cho chính mình. Vì hơn ai hết, họ biết dưới chế độ công an trị với một nền luật pháp rừng rú, Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam đương nhiên bị ghép ngay vào các tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, phẩm vật nhằm chống phá nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tội đó dành cho ai, áp dụng lúc nào tùy vào phán đoán của công an và nhu cầu của Đảng. Trước sự phá sản về niềm tin trong nội bộ Đảng, về lòng yêu nước của các lãnh tụ Ba Đình tối cao, trước sự hèn lên đến tận đỉnh của tam trụ triều đình trong cuốn phim Bãi Tư Chính đang chiếu tại rạp Biển Đông, trước thềm đại hội Đảng lần thứ 13 mà những phân tích vạch trần những thủ đoạn tranh chấp quyền lực của các quan chức sẽ bùng nổ, nhu cầu của Đảng đã xuất hiện và công an đã phải bắt nhà văn, nhà báo, blogger Phạm Chí Dũng. Ngày 21 tháng 11 năm 2019, Cổng thông tin điện tử của Bộ Công an thông báo bắt giam Chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam với quy kết đối với ông làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu, phẩm vật nhằm chống phá nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo Điều 117 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Cái gọi là làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, phẩm vật nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đều có thể áp dụng cho bất cứ blog, nhà báo độc lập tại Việt Nam hiện nay. Nếu chỉ dựa vào Điều 117 thì tất cả công dân Việt Nam đang viết blog, viết bài trên Facebook đều đã tự viết bản án tù đầy cho mình. Tất cả sẽ bị bắt hay không bị bắt nằm và ở quyết định tùy tiện của công an và nhu cầu của Đảng. Ngày 21 tháng 11 năm 2019, khi công an bắt giam nhà báo Phạm Chí Dũng và tìm cách xử tử Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam bằng cách chiếm chủ quyền trang web của hội, thì đó là một hành động tấn công vào tự do ngôn luận và tấn công vào toàn bộ báo chí độc lập tại Việt Nam. Nó không phải chỉ là một bản án của chế độ dành cho cá nhân Phạm Chí Dũng, mà là một quy kết tội đối với những người không chịu bẻ cong ngòi bút, có cùng chung quan niệm như nhà báo Phạm Chí Dũng, là Việt Nam phải có những tiếng nói độc lập, những chỉ trích chính sách sai lầm của chính phủ, và muốn như thế thì phải có những tổ chức báo chí độc lập